Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video nằm giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận NFT từ một cái ngân hàng kỹ thuật số nha các bạn. Thì chương trình để góp này nó sẽ kết thúc vào ngày 25 tháng 6 và phân phối vào ngày 15 tháng 7 nha các bạn. Thì các bạn nào có gặp cái video này làm nhanh nha các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video, bấm start ở chat chatbot nha các bạn. Một ít mình sẽ get được 50B top cần NFT nha các bạn. Cho bấm join airdrop nè. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn lướt cấp sang nha các bạn. 1U 1U 1UC 2V V gọi bằng gửi support nha các bạn. Cấp tra sai các bạn bấm lại IR đi kép V AK IR rồi gửi support nè. Rồi tập cần này nó sẽ đích trên sàn PancakeSwap nha bạn. Thì nhiệm vụ đầu tiên các bạn join vào kênh group nè. Tiếp tục các bạn join tiếp kênh seller nè. Tiếp tục các bạn join tiếp kênh seller partner của nó nè. Đây ngoài cái group Nisa. Tiếp tục các bạn follow tại Twitter. Trên tại Twitter nữa thì các bạn theo dõi nè các bạn. Các bạn like và các bạn tự quyết hoặc có thể trích dẫn tự quyết thì cũng được các bạn, cái này nó không yêu cầu. Rồi các bạn dán tăng ba các bạn mình vào được. Rồi tiếp tục thì các bạn xóa sau nhiệm vụ không bắt buộc các bạn làm luôn, các bạn follow luôn các bạn và tự quyết luôn đi các bạn. Đây nè các bạn, cái bài thứ hai này các bạn like nè, các bạn tự quyết lên nè. Rồi các bạn bắt đầu lại, rồi bấm vào mục submit detail các bạn, các bạn bấm done. Rồi các bạn gửi được đường link verify tại Twitter mình nha các bạn. Trên tờ Twitter bạn nhấp vào bao cảnh cùng, nhấp vào hồ sơ nữa các bạn. Các bạn nhấp vào bao cảnh cùng, nhấp vào chia sẻ nữa. Rồi các bạn sao chép đường link verify tại Twitter mình nha các bạn. Rồi các bạn dán lại gửi cho support. Rồi tiếp tục các bạn gửi địa chỉ BNB Smart Chain Bet20 trên YouTube Wallet MetaMask Safiban gì cũng được chứ các bạn. Chạy trên nền tảng Bet20. Rồi các bạn copy đây nè. Rồi bạn gửi lên cho bot nè. Rồi các bạn xôn xào Airdrop, xôn xong các bạn bấm Done. Rồi submit UI with link thì bạn gửi lại một mở tờ Twitter mình ra nè các bạn. Các bạn nhấp vào bao anh cùng, nhấp vào một hồ sơ nè. Các bạn chia sẻ cái bài các bạn đã tờ Twitter tăng 3 người bạn nè. Rồi các bạn gửi lại cho bot nè. Tiếp tục bấm sao tiếp để cập nhật tài khoản của mình nha các bạn. Các bạn việc lấy những ghép mà chia sẻ trong bè những người thân để kiếm thêm tập cần NFT các bạn. Vậy video mình đến đây mới kết thúc, mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nhé.